Chào các bác nha. Lâu lắm rồi không lên video cho bác xem. Nay em về mua một cặp Isekai luôn nhá, một cặp chiếc một chiếc 37, một chiếc 32. Đây, em sẽ quay chi tiết cho bác xem nhá, cả hai chiếc đều còn đẹp lắm, gần như xem bãi luôn. Xe về thì em chưa có không có động một tí sơn nào luôn nha các bác. Em là Đắc Hà con tum nhá, cây bạn nhân nông. Đây, đầu tiên em sẽ quay chi tiết cho các bác xem chiếc 32. Chiếc 32 thì em tháo vỏ sẵn rồi, do nó có cái bộ gầu xúc nên tháo khó lắm, nên là em cứ tháo trước ra thì em quay cho các bác xem luôn. Về lúc sau của em nó đang đi là lốp 13626 này, mâm miếc còn đẹp nguyên này, sáng nguyên zin luôn. 32 nha. Chiếc này chạy 1500 giờ nha. Sàn chiếc thì còn đẹp lắm, sàn không có tí mục mọt nào luôn. Đó. Đây, quay cho bác xem máy móc luôn. Máy thì đẹp luôn nha. Sơn còn sơn 7 màu luôn kìa. Em sẽ chia làm hai video mỗi chiếc một máy nha. Không ngờ nhiều khi nó khó xem. Này, chủ cũ của nó rất kỹ nha các bác. Này, các bác xem này, dầu mỡ bơm vô liên tục luôn, bơm đầy luôn này. Em xưa giờ chưa thấy ai mà dầu mỡ bơm nhiều vậy đó. Này, các bác xem này đó. Toàn bộ gầu xúc của nó luôn nhá. Bộ gầu này là 3,5 tạ nha các bác. Gầm bể em nói đây. Đẹp luôn nha. Do nó vướng cái bộ gầu xúc này em hơi khó quay vào trong cho các bác coi được nhé. Các bác nhìn máy nha. Em đi từ từ cho các bác xem luôn. Do nó ngược, do nó đang bị ngược nắng này. Chói. Lúc trước của em nói đang đi lốp 8-16 nha. 8-16 này. Hai lớp hông của nó đẹp luôn nha. Xe này trước là máy của bên chỗ nhà bán vật liệu xây dựng nha. Đây này, nó có bị vỡ mất trên cái lắp trên này một xí này. Còn lại thì nhìn về hình thức thì con này vẫn còn đẹp lắm nha. Đó. Đây, bộ gầu xúc của nó đây. Nó hơi ngược nắng, chói. Các bác xem bô này. Không có tí rỉ nào luôn. Nhìn nó chỉ gọi rỉ và siêu siêu dưới thôi này. Đó, còn lại nhìn thì đẹp mê ly luôn. Các bạn thấy không? Ướp miếc con này thì còn đẹp nguyên luôn nhé. Mâm miếc cũng còn đẹp luôn. Đó. Giờ hai cái dàn áo này tháo ra thôi, cho nó không nó tháo là nó hơi cồng kềnh, hơi khó cái. Nên em tháo ra cho nó dễ. Các bác này xem cái sàn này, các bác biết là xe nó đẹp này,
không có một tí sơn nào, không có tí mục mọt nào luôn nha. Cả hai con đều đẹp như vậy luôn. Tem zin 312 còn nguyên này. 312 nha. Cố chạy con này thì vừa nãy con nói rồi, 1500 giờ. Đây, 1500 giờ này, 1597 giờ nha. Còn được nguyên luôn. Được cái ghế của nó nhìn con zin này. 312. Nha, xem sàn ghế này. Đó. Mới chát luôn nha. Đấy, các bác xem nha. Sàn này. Gầm bậy không tí nhớt luôn nha. Sơn zin 100% luôn. Do trời nó nắng nên là em nhìn cái màu nó hơi kiểu nó khó nhìn đúng không? Các bác xem gầm bệ này. Máy móc em này thì nổ ok, lốp niếc thì đẹp luôn nha. Rồi, để em nổ máy cho bác xem luôn nhé. Ok hết luôn nha. Để em bỏ xuống, bỏ hai cái lắp không sang bên. Dòng này thì có 3 máy thôi, nhưng mà máy móc êm luôn, cực tốt luôn. Máy móc cực chất nha. Một tay quay một tay thì khó nên là chắc phải để nhờ người quay sau để phúc cái phúc cho các bác nhé. Em một tay em quay cũng hơi khó. Một số má cái này thì chạy êm luôn nhá. Còn số êm luôn. Rồi, rồi chào các bác nha. Giá em báo luôn chiếc này là 98 triệu cả đầu cả xúc. Các nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Mấy bữa có mấy bác hỏi em gầu xúc nhiều đấy. Rồi, chào các bác nha.